Đấy, tăng thêm sinh lực đồ các thứ. Chết tôi rồi, bắm lố quá anh em ơi. Khi mà lên khi mà lên đỏ và cộng level 89 đó anh em. Trời ơi, bắm một phát đã tốn tầm cỡ mấy trăm ngàn. Rồi nha, rồi nha. Ôi giáp nó dày. Ôi đam con đam của con Robert cũng khá cao, nhưng mà ngặt nổi là cái con ghi của mình khi mà siêu thì kỹ nó tăng cái phản đam anh em. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay ở trên bay có một cái sự kiện nhá hàng cái đợt chiêu mộ sắp tới. Đây các anh em, đây sự kiện chiêu mộ tiếp theo là đấu sĩ lần đầu có mặt trong chiêu mộ đó. Thì nhiều anh em cũng rất là mong muốn có con Kula đợt này, nhưng mà hình như là cái sự kiện chiêu mộ tiếp theo là đấu sĩ lần đầu mà có mặt trong chiêu mộ hình như là con Yukio hay sao anh em. Đó anh em comment ở dưới đó, ở dưới cái video này thử coi là con gì. Đó, này đợt này là chắc là, để mình coi coi, chắc là su xanh rồi anh em ơi. Mình vô mình soi cái su, cái hình cái su đó coi. Ok, su xanh là nó mới có kim cương, đúng rồi. Đây là su xanh, đây là cái hình của su xanh. À, cũng có thể là hồn hẹp luôn, quải đệ. Nhưng mà mình nghĩ là đợt này đang là có sự kiện hồn hẹp của con Irie rồi. Irie nộ rồi, nên là lần này là chắc là su xanh rồi. Đó, chắc là su xanh rồi. Nên không biết cái đợt su xanh này nó là con gì, nhưng mà lần đầu chiêu mộ thì cái phần trăm cao là con Yukio Hollow đó anh em. Đó, không biết có phải không, nhưng mà rất là mong là đợt này ra coi cái su chiêu mộ su xanh của Kula. Bởi vì rất là nhiều anh em bỏ lỡ sự kiện đợt rồi. Đợt rồi hình như là có mở một lần quay su xanh của Kula, nên là lần này không biết là có mở lại hay không, nhưng mà mong sao là ra Kula anh em. Đó, đây là cái thông tin cách đây 2 giờ trước nha anh em. Ok, thì hôm nay là ngày cuối của cái sự kiện là đổi kẹo rồi, đổi kẹo Halloween rồi anh em ơi. Ok, kẹo thì hôm bữa mình cũng đã có review cho anh em coi rồi ha. Thì bữa giờ mình quét thể lực đồ các thứ thì được 233 kẹo hả. Còn một đống thể lực ở trong này để mình quét luôn anh em. Còn 10 bình. Sẵn là mình build con ghi mình lên luôn anh em. Đang muốn cho em nó lên cam 5 để lên tiềm năng anh em. Em nó mới cam 4 thôi nhưng mà đánh cũng khá là ok, đánh chất lắm anh em. Tí hồi mình sẽ cho anh em coi cái trận đấu mà mình leo cái hàng ở trong đấu trường có nó thay Mari là một sự là thay thế tuyệt vời luôn anh em. Bởi vì con Mari thì nó đánh đơn mục tiêu thôi, nhưng mà nó búp cho team không có bằng con ghi là điều đó là điều chắc chắn rồi. Cũng như là con tướng mới ra lên SSR thì không thể nào bằng con UR rồi. Ok, bây giờ muốn lên tiềm năng của con ghi thì chúng ta phải có Ryuji đạt cam 3 và con Google đạt tím 2. Ok anh em, đang có 200 mấy cái kèo thì mình đã đổi cái thương quang rồi. Đó, ưu tiên chiến hồn trước nha anh em. Anh em nào chưa có thương quang thì cố gắng lấy cái cục thương quang năm sau này. Ok, đang còn 95 kẹo thì chắc mình sẽ đổi mảnh của Orochi đi. Bởi vì sau này con Orochi này rất là cần thiết cho khi chúng ta cho vào team ha. Để mình vào mình coi thử coi được bao nhiêu đây. Ok, chắc mình sẽ lấy một ít mảnh Orochi anh em ơi. Ok, 27 mảnh. Còn một lần đổi nữa thôi. Nhưng mà đã hết kẹo rồi, nên không thể nào đổi được nữa anh em. Đang có còn cái sự kiện là nạp cái thể lực thì chắc tí hồi nữa mình sẽ nạp và mình quét thêm anh em. Ôi kim cương gấp bội nhìn thèm quá, nhưng mà hết tiền nạp rồi anh em ơi. 500k được 10.000 kim cương này. Đấy, hai cái gói này cũng khá là ngon, mỗi gói 50k khá là ngon anh em. Hôm nay hết sự kiện Halloween rồi anh em, nên cố gắng đổi những cái vật phẩm để anh em sử dụng ha. Còn thể lực không có thể lực thì anh em có thể lấy kim cương anh em mở cái hộp kẹo này ra. Đó, thì cái trong hộp kẹo này thì có thêm những cái kẹo và cũng như là mảnh Orochi rồi các thứ em có thể mở rồi thì em cũng biết rồi ha. Rồi thì con ghi của mình bữa giờ thì cũng đã là cam mới build lên cam cộng 5 anh em. Đồ của nó thì nói chung cũng khá là ok. Đây anh em, đồ nó khá là ok, cho cái này lên đỏ luôn đi anh em. Đủ không? Ôi đủ rồi. Đấy, tăng thêm sinh lực đồ các thứ.
Chết tôi rồi, bấm lố quá anh em ơi. Khi mà lên khi mà lên đỏ và cộng level 89 anh em. Trời ơi, bấm một phát đã tốn tầm cỡ mấy trăm ngàn rồi, mấy trăm ngàn vạn luôn anh em. Đó, trời ơi, đây là một cái minh chứng để anh em để ý ha. Cứ bấm tăng cấp nhanh là coi như nó nhảy lên level 89 là coi như là rất là thốn vàng luôn anh em. Trời ơi, còn có ngàn mấy vạn thôi, chắc nhiều anh em bị rồi. Hên quá, mới bị có một cái trang bị thôi và vàng của mình thì cũng còn khá nhiều nên là cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Anh em nên chú ý những cái bấm đó hả, ghê lắm. Bị một cái là coi như là đi sạch vàng rồi đó anh em. Ok. Rồi, cho anh em coi cái chiến hồn của con ghi của mình. Đó, đang gắn một chiến hồn thần thánh. Đó, chiến hồn mà Yashiro địa. Và như là chiến hồn mà đấu hồn siêu đoán. Cái sau này là cái chiến hồn này thì chắc mình sẽ thay chiến hồn của con Simi để tăng cái mức hiệu quả lên. Thì chiến hồn này cũng tăng mức hiệu quả nhưng mà nó hơi thấp hơn cái chiến hồn kia thôi. Mà cái này là xài đỡ anh em. Đó. Ok, đang có một cái trận thi đấu đó, đánh solo sân giác đấu anh em. Thì chắc là mình sẽ lấy con ghi đi cái slot đấu trường một người đó và đi khiêu chiến cho anh em coi, thử coi nó solo có ngon không nha anh em. Đây ghi của mình đây anh em, 145.000 một chiến. Ok, ô tại sao lại chiến nhanh nhỉ? Cái này siêu nữ, nhầm rồi, đây đấu trường một người mới đúng chứ. Ok, đấu trường một người anh em, chắc khiêu chiến con robot này đi. Đây, đánh robot thử nha anh em. Thử coi nó đặt robot tìm cực hạn luôn như thế nào. Robot bên này chơi mảnh tiếng và mảnh thú cũng khá là ngon anh em. Robot bên này cũng khá là mạnh đấy. Ủa ôi, không có thua gì mình đâu anh em. Nhưng mà thử coi đứa nào trâu hơn. Lúc đầu thì gắn cái chiến hồn thần thánh thì con rua cái con ghi của mình thì nó không có đam anh em. Trời ơi, chưa gì hết bị phản đam mà hết một khúc máu anh em. Ủa chí mạng kìa, ghê quá. Rồi nha. Ôi giáp nó dày. Ôi đam con đam của con robot cũng khá cao nhưng mà ngặt nổi là cái con ghi của mình khi mà siêu tuyệt kỹ nó tăng cái phản đam anh em. Coi phản đam đến chết, phản đam con Google con robot đến chết anh em coi kìa. Đấy, càng tăng giáp lên và siêu tuyệt kỹ thì nó sẽ có miễn nhiễm sát thương và tăng phản đam khi mà thức tỉnh vũ khí. Không đánh được con robot, không đánh được phát nào luôn anh em. Không đánh được phát nào mà xuyên được giáp hết. Bởi vậy đây là sự kết thúc của team cực hạn luôn. Rồi xong, phản đam tới trắng cây luôn. Cho trưởng thoải mái anh em. Mày nè. Đấy, anh em thấy con ghi của mình đi solo cũng khá ngon anh em. Ok, chiến nhanh thêm phát nữa anh em nhờ. Đó, đây là cái thực lực thực sự và cũng như là sự chấm hết của team cực hạn Lu ở thời điểm hiện tại khi mà con Rugal càng ngày nó càng mạnh lên anh em. Ok, mình sẽ đánh thêm một trận. Đánh thêm một trận con Airy nha anh em. Đánh thêm trận solo với con Airy nè. Bây giờ là chỉ có Kula là mới trị được con ghi thôi anh em. Còn không thể không có con nào mà có thể mà chịu nổi nó hết trơn ấy. Nó là như là đánh vào nó là coi như là giống như tự vả vào mặt mình nè. Anh em coi nó sẽ phản đam nữa mà. Nên là rất đau đó. Ok, hơn là Angry nó có hút máu lại anh em. Trận này nghi là hết giờ luôn quá. Chúng mình sẽ mở cho anh em cái trận đấu ngày hôm qua. Mình leo được lên hạng 5. Đánh với lại ông kia lên hạng 5 anh em. Sự thể hiện của ông Ghi ở cái trận đó cũng khá là ngon, cũng như là mạnh, hỗ trợ team khá là tốt anh em. Cái con Airy này nó khó chịu thực sự anh em, bởi vì khi mà nó đánh thì nó phản đam, sau mà siêu tuyệt kỹ nó hút máu lại. Tội thật sự. Nó như là một cái bức tường thành nó đem đầy, nó hút máu lại rồi anh em. Tuy đánh vào cái giáp ảo nhưng mà nó vẫn hút máu được nha anh em. Airy vẫn hút máu được nha. Ok. Hồi nãy mình đánh con robot bên kia nó cũng mạnh thật sự. Nhưng mà nó càng mạnh thì nó càng dễ chết anh em. Bởi vì
khi mình đánh vào con ghi thì nó bị sẽ bị phản đam, đam càng cao phản đam càng nhiều, đánh không mất máu được con ghi mà không mất được cái giáp ảo luôn anh em. Với con ghi này khi nó có thêm một cái nội tại nữa, đó là khi mà tầm cỡ 10 giây thì nó sẽ gặp thêm khiên bằng 10% máu của nó. Trời ơi, nhìn thấy nản đời luôn đấy. Đánh trận này chắc hết giờ luôn quá à. Đấy, nếu mà kéo dài thời gian con Airy thì chắc chắn nó sẽ thua nè. Bởi vì con Airy hiện giờ lúc nào cũng đang bị thấp máu hơn hết. Con ghi của mình thì bây giờ lúc nào là cái giáp ảo của nó càng ngày nó càng dày anh em, mà nó chưa có xuyên được. Nếu mà đi solo thì chỉ có con Kula là mới trị được con ghi thôi, còn không có đứa nào mà trị được con ghi. Bởi vì con ghi nó đang có cái giáp ảo khá là dày, con Kula thì nó phá giải được thôi anh em. Trời ơi. Tội game thực sự. Ok, trận này chắc hết giờ luôn anh em ơi. Hết giờ rồi. Nếu mà mình khiêu chiến thì mình lại thua. Đấy, không ai đánh được mình mà mình cũng không có giết được Airy. Thường thì Airy thì sẽ không giết được nó, nhưng mà những con ví dụ như là Robert đồ các thứ ăn cái một anh em hai rất là dễ luôn. Đó, anh em thấy sức mạnh ghi mình chưa? Ok, bây giờ mình sẽ vào coi lại trận đấu đấu trường ngày hôm qua. Mình từ top 7 nhảy lên top 5. À, cho anh em coi trận này nha. Sự thể hiện của con ông này lại đánh mình một phát nữa à. Ông này hôm qua mình đánh lên hai hạng. Đó, xong rồi ông gõ mình hai lần vẫn thua anh em. Mới cách đây 2 giờ trước vẫn thua. Ok, bây giờ coi cái trận này đi nè. Cái trận mà ông đánh thua nữa đi nè. À, quên cho anh em coi cái team của ổng. Đây, ông này hình như là chắc VIP 12 nè. VIP 11, 12 gì đó. Có team, có Rugal rồi các thứ. Team này chắc là team 2 rồi anh em ơi. Team 1 cái hồi nữa chúng ta sẽ coi team 1 đánh mình team 1 mình. À, thì có cái con ghi thì mình sẽ để team 1 của mình lên hàng đầu luôn, để khi mà vào trận thì nó sẽ có hiệu ứng gọi là nó búp khiên cho team luôn, dày ơi là dày luôn em, giống như là trứng giữ cái tool đầu luôn, không có cần phải đợi team 2 anh em. Bởi vì khi ra team 2 thì sợ con ghi lúc đó thì nó sẽ không siêu tuyệt kỹ được. Đấy, nên là mình sẽ để ở cái team đầu tiên của mình lên slot 1 luôn. Trời ơi, ca phải đẩy không có bể được cái giáp ảo luôn em. Đánh ra mà còn bị phản đam nữa, rất là đau luôn. Đẩy ngay con ghi nó mới ghê chứ anh em. Đẩy thêm một lớp giáp nữa này. Đấy, trời ơi trời, rồi xong luôn. Anh em thấy con ghi nó búp cho chính nó khá là dày luôn em. Cái máu màu xanh mà anh em thấy càng ngày nó càng bé lại. Máu đó là máu ban đầu của ghi đó nè. Ok. Rồi, team chính ra rồi anh em ơi, team chính của nó ra rồi. Team chính của team địch ra rồi. Ông này có con Leona rất là lợi hại luôn em. Đánh hàng sau của mình ghê lắm, nhưng mà bây giờ đã có ghi búp rồi nên không sợ nữa. Này thì ghi nè, này thì nè, trời ơi, chịu xấu nè. Ôi chết cha, hóa giải cái con ghi nó bị hóa giải cái giáp siêu rồi anh em ơi. Đấy, anh em thấy con Kula phá thì được giáp siêu khá ngon anh em. Ôi, Mari bên kia mạnh thật sự anh em. Khi mà con ghi của mình bị hóa giải luôn cái giáp siêu thì coi như là em nó là bị mỏng lại. À, bởi vậy mình nói là chỉ có Kula là mới trị được con ghi thôi, chứ không ai mà trị được nó cả hiện giờ nha anh em. Con Kyuru cũng được, nhưng mà nó có cái tỷ lệ là hóa giải cũng thấp hơn, nó thấp hơn Kula rất là nhiều, theo mình thấy là như vậy. Ok, bơm máu lên. Ghi chết rồi nhưng mà mình vẫn còn team của mình mà anh em. Con Kula của mình cũng mạnh nè, con Mai mình cũng mạnh nè, thầy thì cá phẩy cũng mạnh nè. Rồi, chết Kula bên kia rồi. Ui, cá phẩy vẫn còn đang mạnh. Nhưng mà khi mà có giáp ảo đánh hơi đuối anh em. Không có giáp ảo mà thục vậy mới đã. Đẩy một cái là chết hai con carry bên team địch khá là ngon anh em. Đây là sức mạnh của Ogi. Ok. Rồi thì đó là video mình đã chứng minh được sức mạnh của Ogi hiện giờ. Mới có build em nó mới nhẹ nhẹ thôi anh em. Sau này thì càng mạnh, càng cao, level càng cao và phẩm càng cao thì
máu của em nó càng cao nữa và búp mà cái khiên càng dày nữa nè. Bây giờ sinh lực con ghi của mình tầm cỡ 800 ngàn thôi đó, nên là cỡ đây thôi là búp cũng khá là ok rồi. Sau cho nó lên phẩm đỏ rồi tăng tiềm năng lên 4 rồi là đánh nó sẽ khác liền anh em. Rồi thì đó là video ngày hôm nay. Anh em nào có suy nghĩ về về cái đợt quay su xanh, không biết su xanh hồn hạp nữa, nhưng mà đang có hồn hạp rồi, không biết khi nào ra su xanh đó, thì đợt quay chi một lần này là con gì thì em hãy comment bên dưới ha, và sức mạnh của con ghi thì em hãy comment bên dưới luôn. Nếu thấy quên like share những thì gọi kênh của mình nha, em rất nhiều nha.